hàng tháng tại Tùng Lan luôn có những buổi vinh danh dành cho các thành viên có thành tích xuất sắc trong tháng vừa rồi. Các buổi vinh danh là nơi Tùng Lan thể hiện sự biết ơn với những gì mà mọi người đã cống hiến cho công ty. Đây còn là sân chơi để các bạn phấn đấu và thể hiện năng lực của mình trong công việc, hơn nữa còn là nơi để mọi người chia sẻ về bản thân nhiều hơn, cũng như tạo sự kết nối giữa các thành viên trong công ty. Tháng 5 vừa rồi bộ phận hành chính đã hoàn thành xuất sắc công việc, và Tùng Lan xin được chúc mừng sự nỗ lực của các bạn trong tháng vừa rồi. Tùng Lan cũng xin được gửi tới các bạn một món quà nhỏ. Chúc cho bộ phận hành chính tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần làm việc hiệu quả, và hãy là tấm gương sáng cho các bộ phận khác học hỏi và làm việc theo. Ngoài ra Tùng Lan xin được chúc mừng các cá nhân xuất sắc thuộc các đội nhóm trong công ty. Chúc cho các cá nhân tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần làm việc hiệu quả, và hãy là tấm gương sáng cho các thành viên bộ phận khác học hỏi và làm việc theo. Thank you.